Các bạn ơi, có nhà bạn nào nuôi chuột hamster không? Tớ nuôi 2 con chuột hamster nhưng bây giờ nó đẻ được 5 con chuột con luôn. Đây này, tớ cho các bạn xem đây này. Đấy, các bạn thấy chuột hamster đẹp không? Các bạn ấy mới sinh được có đúng 5 ngày tuổi thôi, cho nên là người bạn ấy đã không chưa có lông. Các bạn ơi, bây giờ tớ sẽ đi kiếm các cái thanh gỗ nhá, để về nhà làm nhà cho chuột hamster nhá các bạn ơi. Rên. Các bạn biết đây là cái xe gì không? Đây chính là một cái xe máy múc đấy, máy xúc đấy các bạn ạ. Múc đi. Ui. Ê, cái gì nó vừa bay qua nhỉ các bạn nhỉ? Hình như vừa đây có cái gì nó bay qua đầu mình ý. Mình đuổi theo xem nào. Ở đây có nhiều cái mốc trắng nữa này mọi người ơi. Cái này làm nhà cho chuột nó hơi đẹp luôn đấy. Đây nữa này. Đấy. Nó vừa thả xuống cho tớ mà, đây này, nó thả xuống cho tớ đây. Ôi, mà nó thả xuống cho tớ. Wow. Cái này là của tớ mà. Cái này là của tớ. Thôi được rồi, để xem là cái gì đã nào. Wow, nhìn này. Đây là cái gì? Là siêu nhân đi các bạn ơi. Ồ, Transformer. Một con robot này. Robot. Hình như tớ nhìn đẹp đấy. Tớ nhìn thấy trên TV là con này nó biến thành được hình thành một chiếc xe cơ. Thế, đây này, nó biến như thế này này, nhìn ngầu chưa các bạn đây, ơi. Đây, nó biến thành cái xe này này. À đúng rồi, biến thành cái xe và biến nó thành robot như này. Ui, đây là bộ đồ chơi robot à? À, đằng sau nó có cái chi tiết hướng dẫn lắp ghép đây này cậu ơi. Thế thì hay, mình mang về cho em Cam xem cùng đi. Đi. Ô, em Cam đến đây chưa? Dạ đây, có cái này hay lắm đây này. Hôm nay anh phải chạy cái này đấy. Ui, bạn nhím chạy nhanh thế. Ui, cậu chạy chậm thì có tớ thấy đồ chơi mới tớ phải chạy nhanh. Đây này em Cam ơi, chị mấy cả anh nhím mau, vừa mới nhặt được cái món đồ chơi này hơi xịn sò luôn. Mở ra cho em Cam xem đi, xem Cam có thích trò chơi này không. Wow. Đấy, con này con gì em Cam biết không? À, đừng, gây. Để anh, hình như ở phía sau nó còn có cái đây. Anh phải cởi nó ra đã. Em Cam biết đây là con gì không? Em không biết. À, em không biết à. Wow, đây rồi. Wow. Đây hình như là... Ôi, sao lại rơi ra thế này? Rơi súng các bạn ơi. Robot này bị rơi à? À, hình như con này nó biến hình được Trang ơi. Xong rồi mình cứ lắp theo các bước ở đây là có thể biến được hình nữa đây này. Xem ở trong đây nó còn cái gì nữa không ạ? Trong một hộp này là có một con robot và một con khủng long nhé. Wow, ui đây là con khủng long. Con khủng long này có biến hình được không nhỉ? Không biến. À, à con này không biến được, nó cứng rồi. Đây là một cái này là cái gì đây, một cái kiếm. Trông như cái càng cua ấy cậu ơi. Cái này như là để vào tay robot ấy. Đây này, sau khi phải tháo hết hai cái tay này, mấy súng này, mấy cả khiên ra ấy, thì này, đúng rồi, mình sẽ lắp được thành một cái xe ô tô, bên trong là siêu nhân robot. Đấy, còn khi nào á, mình muốn nó biến trở lại đây, mình lại sẽ tháo ra lắp trở lại cậu ạ. Cái này nó liền với nhau đúng không? Đúng rồi, nó liền với nhau đấy, đây này, để tôi sẽ tháo ra này. Đấy, sau khi mà biến được xong rồi ấy, mình có thể biến trở lại được nữa cơ mà. Đấy, mình sẽ lại xoay lại cái cánh lại như trước nha. Nhưng mà cái này á, phải bạn nào mà phải rơi tầm 6 tuổi nhỉ? Đúng rồi, thì may ra mới chơi được các bạn ơi. Ở một nó khi là 3 tuổi nó phải chơi được rồi, nhưng mà tôi nghĩ là 3 tuổi nó không chơi được đâu. Rồi. Cái này lắp ghép khó lắm. Cái này khó lắm các bạn ạ. Có cả người lớn chơi cùng thì may ra mới lắp được. Đấy, thì mình mới đứng được trên thế này, xong lại phải ghép cái chân này lại. Đấy, sau khi mình đã có thể lắp được tương đối rồi, bây giờ mình sẽ lắp nốt hai cái tay nữa là xong các bạn ạ. Nhưng mà cái này lắp lâu lắm nên thôi, tớ chả lắp đâu, tớ tí nữa tớ lại chuyển nó thành ô tô để cho nó đi thôi. Cam ơi, em có thích cái mô hình này không? Thích nhá. Cái này không biết là cái mô hình này tớ thấy ở trên mạng nó bán phải rơi tầm 280. Hơn 200.000 á? Hơn 200.000. Ôi, đắt thế. Nếu mà tớ là tớ chả mua đâu. Bởi vì lắp khó lắm mà đau tay, đau hết cả tay tớ rồi đây này. Máy bay nó lại thả cái xuống tóc mình hay quá nhỉ. Thế thôi cho em Cam chơi được nha em Cam nha. Được rồi, đấy chơi ngoan nha. Thôi bạn đi chơi tiếp đây.